Dạ kính thưa thầy trong chủ đạo đoàn, thưa toàn thể quý đại biểu, sau đây em xin trình bày một ba ca lâm sàng liên quan đến của biệt lập để cùng chia sẻ với quý đồng nghiệp cũng như là xin cộng ý của thầy. Đây là một bệnh nhân nam 31 tuổi, bệnh nhân được vào viện ngày 23/3/2018. Triệu chứng chính của bệnh nhân đó là ho đờm vàng. Bệnh nhân này tiền sử thì ho khạc đờm tái đi tái lại và tự dùng thuốc kháng sinh thì bệnh nhân thấy đỡ. 3 ngày trước khi vào viện, bệnh nhân ho đờm vàng, kèm theo sốt rất là cao 39 độ. Cao phổi thì gan mổ chủ yếu tập trung ở đáy phổi bên trái. Xét nghiệm bi lăng viêm rất là cao, bạch cầu 22.2 khi đập viên 194/7. Bệnh nhân đã được tiến hành nội soi phế quản, trong lòng phế quản hoàn toàn sạch, không có u sùi trong lòng phế quản. Thì bọn em đã có tiến hành chụp phim cho bệnh nhân, đây là cái phim phổi thường của bệnh nhân. Thì tổn thương chủ yếu là các cái hình ảnh mờ không đồng nhất ở đáy phổi bên trái. Nhưng mà khi bọn em có chụp CT thì trong cái lần đầu tiên của cái tháng 3/2018 thì bọn em không có tiêm thuốc cản quang. Thì ở thời điểm đó thì bọn em đã chẩn đoán của bệnh nhân là viêm phổi và điều trị kháng sinh. Thì bệnh nhân này đã được dùng kháng sinh phối hợp 20 ngày thì bệnh nhân hết sốt và hết ho và bệnh nhân được ra viện ngày 12/4/2018. Thì tại thời điểm đó xét nghiệm bi lăng viêm gần như đã trở về bình thường. Và đây là cái tim mà bọn em chụp sau khi một tuần điều trị. Thì cái diễn biến thì thứ nhất là trên lâm sàng thì bệnh nhân hết sốt và hết ho và cái triệu chứng thì trên X quang rõ ràng cái vùng mờ đấy của bên trái thì đã giảm nhiều. Và bệnh nhân đã khám lại của em vào ngày 23/4/2018 thì bệnh nhân lại ho lại và ho đờm đặc và không vàng và không có sốt. Thì tại thời điểm 23/4/2018 thì chụp thì tổn thương phổi thì vẫn tương tự ở vị trí mà mình đã lần đầu bệnh nhân vào viện. Thì trong lần đó thì một em chụp và có chụp CT có tiêm thuốc cản quang thì ở thời điểm đó thì mình thấy là cái vùng mà tổn thương mà tương xứng với cái vùng mà mình đã chuẩn đoán là viêm phổi thì có nhánh mạch nuôi rất là lớn mà nó xuất phát từ cái động mạch chủ. Thì sau đó thì bọn em chuẩn đoán thì ra này là cái phổi biệt lập và bệnh nhân được chuyển đi bệnh viện Việt Đức mổ. Thì tại bệnh viện Việt Đức thì chuẩn đoán là viêm phổi biệt lập chủ và khi làm xét nghiệm trên giải phẫu bệnh thì có nhiễm tiền nấm Aspergillus. Và bệnh nhân trở về bệnh viện Đa khoa Quốc tế thì ngày 3/11/2018 thì cái vùng mà phổi phổi thì đã được cắt và đây là cái hình ảnh mà sau khi cắt phổi của bệnh nhân ạ thì bọn em chẩn đoán cái nhiễm nấm Aspergillus trên bệnh nhân phẫu thuật phổi biệt lập và bệnh nhân được dùng phác đồ thuốc kháng nấm và bệnh nhân sau khi khám lại thì bệnh nhân cũng ổn định. Tốt ạ. Em xin chia sẻ tiếp một cái ca thứ hai là bệnh nhân nữ sinh 1956. Bệnh nhân này vào viện ngày 30/5/2016. Cái lần đầu vào viện bệnh nhân ho đờm vàng và ở thời điểm đó thì bọn em chuẩn đoán cái viêm phổi điều trị kháng sinh phối hợp 10 ngày và bệnh nhân phải ra viện. Đây là cái phim bệnh nhân ở cái thời điểm mà lần đầu tiên vào viện 30/5/2016 thì tổn thương chủ yếu thì tập trung là ở đáy của lưng bên phải và trong lần đó thì bệnh nhân cũng được chụp CT nhưng trong lần này thì bệnh nhân không được tiêm thuốc cản quang và ở thời điểm đó chuẩn đoán là cái viêm phổi. Thì sau cái năm 2016 thì bệnh nhân cũng có tái phát viêm phổi nhiều lần và trong lần đó thì bệnh nhân tự ra ngoài quán mua thuốc kháng sinh thì uống và đỡ. Nhưng mà đến một lần đến 2 năm sau tức là ngày 28/9/2018 thì bệnh nhân lại nhập viện bệnh viện Đa khoa Quốc tế trong tình trạng nhiễm trùng viêm phổi và lần này thì bọn em chụp có tiêm thuốc cản quang. Có tiêm thuốc cản quang thì cái hình ảnh mà rõ ràng có cái mạch nuôi xuất phát từ
bê tông mạch chủ và vắt sang bên phải. Thì thực ra khi mà hồi cứu lại thì thực ra là ngay trong cái phim mà mình năm 2016 thì thực ra là mình cũng thấy là rõ ràng có cái nhánh mạch rồi, nhưng mà thực ra là nói là mình chưa tiếp xúc cảm quan nên ở thời điểm đó thì mình không chuẩn đoán cho bệnh nhân là cái phổi biệt lập và mình vẫn điều trị theo hướng là viêm phổi của bệnh nhân đỡ. Thì trong trường hợp tiếp xúc cảm quan thì rõ ràng rõ hơn, nhưng mà trong trường hợp này thì tiếp xúc cảm quan chưa được tốt. Em xin báo cáo ca thứ ba, nữ sinh 1988, bệnh nhân này vào viện vào 22/1/2020, triệu chứng chính là sốt và ho. Thì bệnh nhân này nghe trong lần đầu tiên thì với trên cái phim mà khít quang ngực thì cái hình ảnh của cái áp xe phổi. Thế nhưng trong lần này thì bệnh nhân được tiêm thuốc cảm quang ngay và mình đã thấy rất khó là có một cái nhánh mạch nuôi xuất phát từ động mạch chủ và nuôi vào cái vùng mà phổi áp xe. Bọn em chẩn đoán được phổi biệt lập áp xe hóa và bệnh nhân được dùng kháng sinh trong vòng một tuần cho chuyển phẫu thuật và bệnh nhân ổn định. Thế thì qua những ca lâm sàng mà bọn em vừa trình bày thì em xin chia sẻ cái thông điệp với cái quý đồng nghiệp là với những cái bệnh nhân mà bị viêm phổi tái đi tái lại và cái vị trí viêm mà cùng một cái vị trí, mà đặc biệt đối với những trường hợp mà có tổn thương phổi ở cái phía dưới của cái phổi và đặc biệt là với phổi bên trái và phổi bên phải chúng ta cũng loại trừ. Thì trong trường như vậy thì chúng ta nên nghĩ tới một trong những khả năng mà cũng không hiếm lắm là cái phổi bị lở. Thì trong trường như vậy thì mình nên chỉ định tiêm thuốc cản quang thì mình có thể xác định được cái mạch nuôi và nếu như chuẩn đoán sớm được bệnh nhân bị phổi bị lở thì rõ ràng là cái việc xử lý nó sẽ triệt để hơn ạ. Thì em xin cảm ơn chủ đoàn.